Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với anh em TV. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có 1 2 3 chiếc Xiaomi 13 ở đây để unbox hàng chính hãng luôn. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Ok, cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em thì trên tay mình đang là 3 chiếc Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro và Xiaomi 13 Lite. Đây là 3 chiếc điện thoại đã chính thức về đến Việt Nam thông qua Cellphonet. Và nếu như anh em đang quan tâm đến những sản phẩm này thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphonet. Cái đợt này thì Cellphonet họ sẽ độc quyền bán chiếc Xiaomi 13 này luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái vấn đề đầu tiên của chiếc máy này. Đó chính là nó bám vân tay vãi nồi. Hiếu ơi, lấy giúp anh cái khăn lau để anh lau cái vân tay. Anh em TV thì trước đây đã từng có trên tay chiếc Xiaomi 13. Cái này thì đây chính là chiếc máy này. Và nó đã chính hãng, nó chính thức về đến Việt Nam. Và mình đã có rất là nhiều cái mỹ từ dành cho chiếc máy này. Nào là nó đẹp như thế nào, nó dùng tốt ra làm sao, camera nó tuyệt vời như nào. Và mình nghĩ rằng là nếu như anh em nào mà không muốn mua Xiaomi 13 Pro thì đây cũng có thể là một cái lựa chọn rất là hợp với anh em. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn, chúng ta sẽ nói tập trung vào chiếc Xiaomi 13 Pro. Đây là một thiết bị mà mình đã mong muốn được cầm trên tay rất là lâu, bởi vì cái công nghệ cũng như là những cái gì mà nó trang bị ấy, thực sự nó sẽ khiến cho Samsung và iPhone phải dè chừng. Đầu tiên sẽ là về thiết kế. Thiết kế của chiếc máy này thì đây, mặt lưng của nó làm từ gốm, anh em nghe tiếng này. Cầm rất sang, cầm rất là thích luôn. Thế nhưng mà nó chỉ có một vấn đề duy nhất, đó chính là nó rất bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay. Đây, anh em có thể nhìn thấy này. Đó, nhìn nó rất đẹp đúng không ạ? Nhưng mà lại bám mồ hôi và dấu vân tay rất là nhiều. Thế nên là cái lời khuyên của mình dành cho anh em ấy, nếu như anh em đi mua cái máy này thì anh em có thể lựa chọn cái phiên bản màu trắng. Thì cái việc bám mồ hôi cũng dấu vân tay nó sẽ đỡ đi phần nào, nó đỡ đi nhiều đấy. Còn hơn là nếu như mà anh em nào mà mua cái máy này về xong lại phải đeo ốp thì nó cũng hơi phí. Rồi, ở phía mặt dưới chúng ta sẽ là cổng Type-C và chúng ta sẽ có khe sạc SIM. Và đặc biệt ở mặt lưng chúng ta sẽ có một cụm camera và tí nữa thì chúng ta sẽ nói đến kỹ hơn. Nhưng mà cụm camera này anh em có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một dòng chữ rất là to ở đây. Đó chính là gì ạ? Đúng rồi, đó chính là Leica. Xiaomi dạo gần đây thì đã hợp tác với cả Leica rồi. Và chất lượng ảnh chụp như thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ với anh em. Nhìn chung về cái độ hoàn thiện cũng như là về cảm giác cầm nắm của mình, nếu như để mà so sánh với S23 Ultra và iPhone 14 Pro Max thì iPhone 14 Pro Max sẽ đứng cuối cùng, tại vì con này cầm trời ơi nó vừa nặng mà nó vừa cấn. Còn lại chúng ta có S23 Ultra và Mi 13 Pro. Mi 13 Pro thì nó cầm vẫn rất là thích. Chúng ta sẽ có một cái chiều rộng hẹp hơn so với cả S23 Ultra. Mặt lưng được làm từ gốm và cái khả năng cầm nắm của nó cũng rất là đầm tay. Tuy nhiên để mà nói về cái độ chắc chắn cũng như là về cái độ yên tâm hơn ấy thì mình vẫn đánh giá cao chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra hơn là Xiaomi 13 Pro. Tại vì là Samsung ấy, họ có làm cái viền của chúng ta là vuông và cái màn hình nó đã phẳng hơn. Thế nên là khi mà chúng ta cầm nắm như này chúng ta sẽ không phải lo rằng là máy của chúng ta nó sẽ bị rơi, trơn hay là trượt. Đến với cả cái phần tiếp theo đó chính là về phần camera thì chiếc máy của chúng ta, đây anh em có thể thấy chúng ta sẽ có một cụm camera với 3 camera. Độ phân giải của camera chính lên đến là 50 megapixel và anh em có thể nghe tiếng này. Thì nếu như mà anh em nghe tiếng này thì xin thưa với anh em rằng là không phải là máy nó đang hỏng. Mà về cơ bản, đây nó là cái hệ thống chống rung quang học của chiếc Xiaomi 13 Pro và S23 Ultra cũng tương tự nhé, anh em nghe tiếng này. Đấy không phải là nó hỏng đâu, mà nó chỉ đơn giản nó là cái hệ thống camera của cái máy thôi. Thế nên là anh em yên tâm nhé. Còn về cơ bản thì cảm biến của Xiaomi ấy, nó là cái cảm biến IMX989. Cái cảm biến này thì nó sẽ có kích thước lên đến là 1 inch.
Và tất nhiên cái độ phân giải của nó sẽ không thể lên đến là 200 megapixel như của Samsung Galaxy S23 Ultra. Thế nhưng mình tin rằng là cái máy này, cái chất lượng chụp ảnh của nó ấy, vẫn sẽ có thể làm hài lòng anh em. Bởi vì bên cạnh cái việc là nó được trang bị cảm biến này ra, nó còn được trang bị một con chip, đó chính là, đúng vậy, đó chính là con chip Snapdragon 8 Gen 2. Snapdragon 8 Gen 2 năm nay thì nó sẽ có hai điểm cực kỳ lợi thế. Thứ nhất là nó sẽ làm cho viên pin cũng như là cái thời gian sử dụng pin của anh em được kéo dài ra. Và cái thứ hai đó chính là con chip này nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho anh em trong cái việc chụp ảnh. Mà bây giờ mình sẽ chia sẻ một vài hình ảnh mà mình đã chụp được ở chiếc máy này cho anh em xem. Ngoài việc chụp ảnh ra thì cái máy này tất nhiên rồi, nó vẫn sẽ có khả năng quay video 4K 4K 60fps. Và nếu như 4K là chưa đủ anh em thì chúng ta sẽ có lên đến là 8K 8K nhá. Thế nhưng mà cái điều mà khiến cho mình ấn tượng với chiếc máy này thì nó lại không nằm ở camera sau, mà nó lại nằm ở camera trước với độ phân giải là 32 megapixel. Nếu như đặt cạnh S23 Ultra và Xiaomi 13 Pro thì đây, hai bức ảnh này mình đã chụp được. Thì anh em có thấy rằng là Xiaomi 13, mặc dù tất nhiên là nó sẽ có cam mặt cho mình, nhưng mà nó vẫn sẽ có thể là tự nhiên hơn so với cả chiếc điện thoại đến từ nhà Samsung. Đối với cả Samsung Galaxy S23 Ultra thì nó làm cho mắt mình to hơn, mặt mình cũng đã mịn hơn. Còn đối với cả Xiaomi 13 Pro thì mình confirm rằng là mặt mình không thể nào đẹp như này được. Nhưng nó vẫn có cái sự chân thực ở trong cái bức ảnh. Và đây là một điều mà mình ghi nhận dành cho Xiaomi. Còn về những cái trang bị của chiếc máy này thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn sẽ có những cái gì tốt nhất của thế giới Android hiện tại. Chúng ta sẽ có chip là Snapdragon 8 Gen 2, đi kèm với nó là một viên pin lên đến là 4892 mAh. Có nói đúng không? Có nhớ đúng không nhỉ? 4820 mAh. Thế nhưng mà anh em đừng lo, chúng ta đã có hai cái bảo chứng cho chiếc máy này là viên pin của nó dùng rất ok. Thứ nhất là con chip Snapdragon 8 Gen 2, như mình đã nói ban nãy, nó sẽ làm cho cái máy của anh em có thời gian sử dụng pin tốt hơn. Và cái bảo chứng thứ hai đó chính là bên trong hộp ấy, Xiaomi họ đã tặng chúng ta một báu vật mà không nhiều hãng tặng ở thời điểm hiện tại. Đó chính là sạc pin sạc nhanh lên đến là 120W. Không tặng tai nghe cho tôi, ok. Không tặng tôi ốp, ok. Không tặng tôi quay đọc sim, đừng. Nhưng mà hãy tặng tôi cục sạc nhanh 120W này. Tại vì thực sự mình tin rằng nó sẽ giúp cho cuộc sống của anh em rất nhiều. Nó làm cho sạc pin của anh em nhanh hơn, nó làm cho anh em yên tâm hơn khi sử dụng điện thoại, vân vân và vân vân. Còn về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cực kỳ sáng. Độ sáng của nó max ping có thể lên đến là 1900 nit. Quad HD cộng, vân tay trong màn hình cực kỳ nhanh. Nói chung, tất cả những gì gọi là tốt nhất của thế giới Android đều có ở trên chiếc Xiaomi 13 Pro. Và nếu như có một cái điểm mà khiến cho mình cảm thấy không hài lòng với cả cái màn hình của chiếc Xiaomi 13 Pro ấy, thì đó chính là về cái phần màn hình cong. Mình biết rằng là màn hình cong nó sẽ làm cho máy trở nên sexy hơn, làm cho máy trở nên đẹp hơn. Thế nhưng mà Xiaomi có lẽ là nên học tập Samsung một chút. Samsung năm vừa rồi với chiếc S22 Ultra, họ đã làm cho cái máy của chúng ta trở nên sexy. Nhưng mà năm nay với một cái viền màn hình vuông, máy đã trở nên nam tính và đẹp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là chúng ta cũng sẽ không phải lo lắng về cái việc là chạm nhầm vào màn hình cong nữa. Thì mình nghĩ rằng là mình mong rằng trong cái phiên bản tiếp theo, ví dụ như là Xiaomi 14 Pro chẳng hạn, thì máy sẽ khắc phục được cái điều này. Và đó là về chiếc Xiaomi 13 Pro. Thế nhưng tất nhiên rồi, tại thị trường Việt Nam bây giờ chúng ta không chỉ có chiếc máy đó mà chúng ta sẽ còn có thêm cả Mi 13 và Xiaomi 13 Lite nữa. Và nếu như mà anh em nào mà vẫn còn băn khoăn về cái mức giá của cả ba sản phẩm này thì mình cũng xin công bố luôn mức giá của cả ba chiếc điện thoại này. Đầu tiên là Xiaomi 13 Lite, mức giá của nó sẽ là 11.990.000. Xiaomi 13 sẽ là 22.990.000. Và Xiaomi 13 Pro sẽ là 29.990.000. Mình biết rằng là những cái mức giá này, cái mức giá của Xiaomi 13 Pro ấy, nó đắt. Mình phải công nhận là nó đắt. Nhưng mà hiện tại những mẫu máy này đang được bán độc quyền tại Xiaomi.net. Và nếu như mà anh em bấm vào link bên dưới alo ngay cho nhân viên cửa hàng thì anh em sẽ nhận được những cái mức ưu đãi cũng như là những cái tư vấn nó với một cái mức giá mình tin rằng là nó sẽ tốt hơn nhiều so với mức giá mà mình vừa kể trên. Rồi, và qua video ngày hôm nay thì rất là mong rằng anh em đã phần nào hình dung ra được những chiếc máy Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro và Xiaomi 13 Lite nó sẽ như thế nào, chúng ta sẽ có những cái gì trong hộp, vân vân và vân vân. Và cá nhân mình thì nếu như mà mình được chọn thì mình sẽ chọn cái máy này. Trời ơi, nó quá đẹp, Xiaomi 13.
Rồi, ok, có lẽ là hẹn anh em trong những video đánh giá chi tiết tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video lần sau nhé. Bye bye.